cháy lớn ở kho lán tạm đã bị đình chỉ hoạt động, một người không qua khỏi. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà xưởng kết hợp làm kho sản xuất tại khu vực chợ 365, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lửa cháy ngùn ngụt, ngụt. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 02 phút sáng nay 20 tháng 10, Trung tâm Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy kho lán tại khu khai thác tạm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, đồng thời triển khai các mũi tấn công ngăn chặn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 8 giờ 15 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Được biết cơ sở xảy ra hỏa hoạn đã bị Ủy ban nhân dân quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020. Thiệt hại ban đầu khoảng 800 mét vuông nhà xưởng bị cháy và một bảo vệ không qua khỏi.